không lấy cái nĩa cái nè, lặn lặn cái gốc rễ của nó, tìm cái rễ nó cắt vậy nó cũng lên nữa à, nhổ luôn. Đi đây lấy cái nĩa. Sao bữa ông giấy này thôi trời. Cắt vậy nó phạm mấy cái cỏ kia. Nó đâu phạm nè. Nó nắm cái dây nè. Cái này nhổ cho nó tiệt nọc cái đám cỏ lá giống như là gì đây nè. Ở gì không biết tên luôn. Nó đâu phạm. Ủa cái nĩa đâu đâu. Cây dạ. Cây plum hả? Ở cây plum. Giờ ra trước cắt cỏ trước. Mùa xuân này cho nên hoa nhà mình ở trước này nó nở là cái đám. Như một cái đám hoa này nó bung hết rồi. Năm nay thì bông ít hơn. Tại năm nay không có trồng trọt và nhiều bỏ thí luôn. Bên kia có hoa đồng tiền luôn nữa này. Mấy mì nhổ cỏ kìa kìa. Mày anh Rìu đâu rồi? Chạy vô nó ăn cam mày. Cái đó nhổ lên cho cắt gì đâu. Cái này nó tạt quát rồi. Dày nó dày quá dày luôn. Đây mình rửa nó nè. Nó làm mấy cái cỏ kia đứng luôn không lên được luôn. Cỏ này nó hút đất hết. Nó lấn nó đè bẹp luôn nè. Dày không à. Oh good. Yeah. Yeah. Không bấm nữa. À, thấy đây đi cắt cỏ chưa? Yeah. Trình muốn cắt cỏ không? Nhổ cỏ như ba không? No. Điếm. Vậy con muốn làm gì? What do you want? Quay phim. Quay phim vậy thôi hả? Người quay phim hả? Ở đây học người quay phim hả? Em muốn. Yeah. Cái bài gì đó? Ô ý ôi. Oh no. Andrew không có mang dép nha. Ở trên không có ăn kem mà không có kẹp chân em á. No. My feet. Oh no. Thôi kệ nó đi, để cho em đứng nó đi xíu. Chút nữa nó bước ra. Bước ra đi Andrew. Đâu phải pony đâu. Đâu phải pony đâu. A car thôi. Anh đều ăn gì đó? Ăn orange hả? Ngon không? Hả? Ăn orange có ngon không? Chào Justin. Dở nắp ra đó. Where is Justin?
chú đi đâu vậy? Vậy là chú cuối tuần cắt cỏ, cắt đồ ở phía trước à. Định qua cắt cỏ bên nhà bà cụ kia mà cỏ bên đó còn tốt, còn ok. Bên đó mới cắt á. Bên mình để chuyến sau. Ừ. Đây là quang cảnh ở trước nhà. Ở nhà thấy không? Bên này người ta đường quy hoạch nè. Con đường nhà mình thì nó cũng lớn thôi. Lớn tại vì có hai cái làn xe xe đạp đi. Cho nên nó rộng hơn. Careful. Em nó lên kìa. Bên này họ quy hoạch đây. Là trước nhà này có một cái khoảng trống như thế này. Đó. Khoảng trống này khoảng là từ khoảng 5 mét hơn. Rồi tới cái hàng rào, rồi trong hàng rào nó cũng có thêm một cái khoảng trống nữa cả nhà đó. Rồi mới tới cái nhà. Nhưng mà cũng tùy theo dùng thôi, dùng mà họ sát, họ cấp sát cái đường này luôn. Tận dụng tùy theo cái lô đất, diện tích đó. Cho nên bên này thấy nó thoáng đãng, nó rộng rãi là vậy đó. Nhà thì như nhà mình đây thì 15 mét dài, 15 mét 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 rộng. Dài 35 mét. Nó tương đương giống như nhà bà cụ bên kia kìa, cũng giống vậy đó. Anh Diều nãy giờ ăn hết orange chưa? Hết chưa? Last one. No. Ở trên đó xuống được không? Hả? Con xuống được không? Xe con leo lên được. Trèo lên nữa đi. Trèo lên kia kìa. No, it's so hard. Kia kìa, sau lưng con đó. Dịu đau gì đâu mà được. Ráng hay cho. Ráng trèo đi. Trèo lên sau lưng kìa. No. No, đi đi, trèo đi. Không, xuống không được rồi, ráng chịu ạ. Tí ráng chịu. Không. Không, xuống đi. Chịu lên. No. Chịu lên nữa. No. Vậy xuống. Yeah. Xuống đi. Nhảy xuống. Chứ lên không được, xuống không được thì sao? Thôi nhảy xuống là tí đáng chịu. Ờ, để coi thử ba ra ba lấy cái cưa ba cắt mấy cái nhánh đi bỏ bớt. Nó rậm rạp. Hình như cao su nó cũng tới nó cắt ở trên phải không? À mấy điện nó sợ chập dây. Măng điện cắt, măng theo sơ mình phải gọi điện. Cái cây đây nó bị chết rồi. À cái nhánh này bị chết rồi. Cưa cái nhánh đây. Cưa nhánh này. Cưa cho nó ngã nó gãy. Gãy không đi chết. Gãy cho nó kiện cao su thấy bè nè. Đỡ cho cây rồi ngã. Cái đây chắc ở nhà trồng à ha. Cao su đâu có trồng cây đây đâu. Ở chỗ mình trồng cây sấu á không? Giống ai trời à? Heo dở gì mà. Chịu lên không? Em chịu lên không? Yes, you remember how? Dở. Trèo lên chứ. Ở Việt Nam mà mày có ổi có đồ mày leo như khỉ luôn rồi chứ mà hiền đâu. Việt Nam mà có thứ gì không leo, đọt cây còn leo à. Cái mọng cái đồ á. Yeah. Xuống được dưới đất rồi mừng rồi ha. Đúng không? Cô Andrew nó đẩy cắt cỏ cái. Wow, chu chà không mạnh đúng không? Cong lưng đẩy luôn. Đẩy đi, cố lên. Rồi. Rồi được rồi, anh đẩy vô thì con khỏi đẩy cỏ rớt tùm lum nè. Rồi để đó đi con, để đó đi, để cho ba. Stop. Stop please. Thùng thư có gì không? Mấy cái tờ quảng cáo không? Mấy cái tờ đây người ta lấy lại đó. Ừ. Bữa nay con lớn rồi. Thôi đi vô. Giờ vô nhà thôi. Vác cái máy của ba được không? Nè. Rồi vác lên, đi, xách đi. Yeah. Được không?
Đi vô. Rồi được rồi. Thank you đứa ba. Đi vô. Rồi hiện Andrew. Rồi nó cọ vô chiếc xe kìa. Đi thôi. Andrew đẩy tiếp tục. Mấy mày hét. Từ từ. Yeah, go. Từ từ. Go, go. Đẩy đi. Đẩy đi. Giỏi lắm á, nông dân đó. Đẩy đi, nữa đây. Thôi đi phế cái khác rồi. Đẩy khác, khác rồi. Đẩy đây, đẩy, đẩy, đẩy. Đẩy đi nè. Đẩy đi nè. Hôm chủ nhật cuối tuần. Cắt cỏ rồi chơi cả nhà. Sạch cái nhà. Này nó có nhà nào cũng có một cái set, có một cái kho để cất cất đồ đạc ba linh tinh á. Trời ơi lấy cỏ trong đó ra mấy mày. Rồi thank you Andrew. Andrew giỏi quá. Oh Thai á. Are you Thai á? Đó. Rồi mấy mày lấy ra. Cỏ đây là trộn với đất cho nó làm phân trở lại. Nhưng mà nghe anh chị vừa nói là cái rau của mình nó cũng bị chát đấy. À, có cái rau mình trồng lên ăn cũng bị chát. Chát gì do cái ấy của cỏ đó. Chát cỏ đó. Mình để ý thử. Ok bye bye cả nhà.